Bây giờ mình sẽ đi mua bánh ở Sweetheart Bakery and Coffee. Ở đây có đủ loại bánh, cả trà sữa. Anh mua xong rồi hả? Đây kìa, đủ loại bánh luôn. Có hai đồng mấy, một đồng mấy một cái. Đây là bánh trà sữa nữa. Bây giờ mình mua đủ loại để mình ăn trên xe trên đường rồi. Nó đâu có gì đâu, chỗ ngồi thôi. Giờ mình sẽ mua bánh mì. Bánh mì gì? Quốc hương. Bánh mì quốc hương hả? Đồ ăn đã ra. Tôm mình là tôm mì khô. Đây là cơm sườn. Thì đó là em nói là xài xong dục á. Thôi mình ăn đây. Tạm biệt John's Army Park. Bây giờ mình sẽ đi đến New York. Xe lăn bánh. Trưa nắng quá, hôm qua cho đậu. Giờ đi vô gym. Đậu ngoài parking lot, vô gym. Tập thể dục. Để trời nó mát mát rồi chiều đi. Nắng quá. Bây giờ mình sẽ vô massage với hydro. Bình thường ở chỗ khác là chỉ cần nói rồi đi vô, còn ở đây đưa mình cái thẻ để nhét vô. Không biết là nhét sao ta. Lần đầu tiên mình sợ. Nó không phải bị thích đi lộn thôi, mình đi lộn cái massage chair. Massage chair đã đây, hẹn đi đưa mình cái nãy đưa mình cái này để dùng massage chair. Massage thử. Đã quá, nhét vô. Được 10 phút massage. Thôi enjoy.
Giờ đói. Đói. Ủa đi đi tập thể dục đi. Tập chứ. Tập đi ăn. Tập xong rồi mới ăn. Chứ là nhét ổ bánh mì ở trong tủ lạnh rồi có sao không? Ừ, ổ bánh mì nó hết luôn. Hồi nãy anh có mở san gas không? Đó. Nhớ xe đó. Nắm con này vậy. Hiện tại mình đang ở plane để đổ xăng. Tiếp. Tại vì ở trời nóng quá cho nên bên trong xe nó bị hầm nóng, cho nên mở hết cửa ra để thông thoáng. Quá nóng nóng. Quá rộng ra. Máng quạt hơi thổi được. Thích thì mang. Tùy không? Ủa tối bây giờ mình ngủ mình để được không ta? Được. Mình mở này xuống nè. Ừ, ra hồi nãy ngủ luôn. Ê, ngồi không à? Như bụi đời. Cái này là cái gì vậy? Kháng khí là sao? Giới thiệu với em coi. Em không biết nó là cái gì nha. Soi lấy đèn pin soi rồi đó. Ủa, ổng trước có giới thiệu anh hả? Nếu như mình motorcycle, mình chỉ có mỗi thằng view thôi. Thằng này mới đó thôi. Mở lên, mở ngay đây một cái nè, giữ chặt, buông ra đây. Đó, mở ra kìa. Một cái hả? Nhưng mà chỉ có khúc này hay là nguyên cái từ trên xuống dưới không ta? Nó dùng để làm cái gì anh? Hả? Cái này á. Đi lên đây nè. Mở trên đây một cái nè. Sao? Gió nó bị cạp cả gì hả? Cả cửa hả? Gì? Cửa. Anh lóc cái cửa rồi. Thì không đóng cửa được. Đâu cần đóng cửa, gió nó. Để đi cho nó mát. Không? Ừ. Nó thổi từ đây. Nó thổi vô nhà xong nó thổi ra ngoài kia. Ừ, cho nó mát. Ừ. Trời. Chưa giờ không biết. Biết chứ. Biết rồi. Kệ mình đi chơi mà. Nó hơi bài vừa xíu. Sao vậy anh? Được rồi. Thấy mát cái xe rồi đó. Thì em vô em check cho cái phòng nó mát mẻ xem. Mình lên tắt máy nha. Bây giờ mới set up lại cái phòng cho nó gọn gàng. Ồ, cái quần, sorry. Mình mới sẽ up lại cái này để ngồi và bao nhiêu đồ nhét dưới hầm nè. Tại ban đầu gập nó lên tại vì sợ lúc mà đi á nó bị dịch chuyển. Kinh nghiệm lần đầu không biết cho nên gập nó lên, giờ thử bẻ nó xuống coi như thế nào. Đây, gần đây mở cửa ra để cho cái nhà nó thoáng lên.
cộng thêm mà mở cái ở dưới nè, nước mà lái xe cho không khí lành đầu như hơi bỡ ngỡ, không có lành gì anh. Rút giờ sợi dây hoài hả? Bây giờ tắt cái đồ phát điện, đóng cửa vô không xài máy phát điện nữa. Cái cửa này chắc cũng đóng luôn á. Ok. Cái quạt này không xài nữa. Giờ ngồi ở ngoài. Nóng quá. Tắt cái điện đi, ra đây cũng mát hơn. Đây không có mũi đâu. Mở ra đó. Mũi kìa mẹ nó, chết cha nó. Ta đang quay phim có chết cha chết mẹ. Kiếm gì? Lấy ghế xuống ngồi nhé. Cái quạt này cất đâu đây? Giờ quạt cất vô trong phòng. Bây giờ lấy ghế ra ngồi thư giãn, không gió. Enjoy. Bên trong nóng quá. Đây tác dụng kiểu cái soi hao là gập cái này xuống ngồi. Không còn phải đi xuống dưới. Bây giờ là 9 giờ rồi. Đang trong địa phận của tiểu bang Trôi Trè. Mà nhiệt độ nóng quá. Nên tấp vô cây xăng. Đây. Mở cái này xuống. Làm thành cái chỗ ngồi. Đây. Mình có thể dựng cái này lên. Dựng cái này lên anh thử coi coi. Ồ cái này phải mở lóc. Anh lóc rồi. Thôi để đi. Cái khác. Đây ngồi ngồi đây. Giống như trang Việt Nam vậy đó. Ngồi ngó trời ngó đất. Ngó hai quay người ta chạy xe. Đây. Cái này đi vô sa mạc khỏi sợ rắn. Rắn nó không có lên được. Bây giờ mình sẽ đi phiêu nước để xài đánh răng rửa mặt. Lái xe khoảng 1 tiếng nữa đến chỗ rest area để nghỉ ngơi. Thì phải có nước. Em giữ gì không? Đảo hơi ngược chiều cho nên nối cái sợi dây qua bên kia luôn. Tới không anh? Nói ok đi, mở ra. Ok chưa? Được chưa anh? Gỡ cỡ lên. Gỡ mặt lên. Bây giờ mình sẽ vô rest area. Bên đây là dành cho car trailer. Bên kia là xe truck. Không thấy gì hết trơn. Ồ, vô lên. Ồ. Đẹp luôn. Vô sát bên bờ luôn. Đậu đẹp luôn. Perfect.
Đẹp rồi. Đẹp đẹp đẹp. Xuống được không? Bạn ơi, bạn ơi. Đi đâu nữa vậy? Hơi bừa bộn xíu nha các bạn. Mình mới bỏ cái này xuống. Ở bên ngoài là chạy máy phát điện để dùng cho cái quạt. Only cái quạt. Thôi tắt điện đi ngủ. Xe mang dép của anh gì? Anh có xài đâu. Sao không? Nhìn đi tắm. Thôi, để đánh răng đi ngủ đây. Good night. Ngày mai lại hành trình mới. Sáng sớm nấu nồi nước, uống cà phê. Hôm nay sẽ ăn mì gói với thịt bò là chính. Tiếp. Mình còn dễ ăn xài lâu thiệt chứ. Hai bình luôn ạ. Nhưng mà hết bình này em mới được quyền chuyển bình kia. Ê, nhờ đàn ông đảm đang của tôi. Thành quả ra hai tô mì gói full topping. Ăn thôi. Hôm nay trời nó đỡ nóng hơn là ngày hôm qua. Mình vừa mới đậu ở parking cũng lớn gần Planet Fitness, thì tí nghỉ ngơi xong rồi sau đó sẽ vô tập thể dục mát mẻ rồi đi tiếp. Giờ khoảng 12 giờ trưa, 1 giờ trưa sẽ nằm nghỉ. Hôm nay rút kinh nghiệm mở cái này khi lái xe, cho nên khi vô bên trong nó không có bị hầm. Enjoy your hydro massage. Còn quả không anh? Tại đây có khả rồi. Bây giờ đi tới đâu cũng đi New York. Ok. Thank you.
nước nôi ra hết rồi. Uống nước hả? Thế thùng trong thùng phun. Ủa sao đông người vậy? Đi center hả? Kẹp dân. Hình như chưa tới. Nhẹ dưới kia nó là nhập thở đó. Đúng rồi. Anh biết cái câu chuyện gì á, không quên rồi. Đức mẹ hiện ra gì ở đâu á? Cái sồi hả? À. Có này không ta? Nó là đức mẹ hiện ra cái sồi không? Ừ, chỉ ghi vậy đó. Hồi nó đưa lên bạc này. Master is... À, sơn tọ luôn. Ủa sao nó to vậy? Không, chắc mình sơ nói. Ủa? Mình nói hả? Sao mình nó to vậy? Sao người ta nghe hết luôn hả? Ủa, em có đi xin tập hạ chưa? Chưa. Xin tập chưa thôi, là ngồi vòng tròn đúng không? Xin tập hạ. Ngồi vòng tròn đúng không? Không, đi xin tội giống mày. Nhưng mà che không có làm giải tội. Chứ cho làm gì? Em biết là nó nói hết xong hồi chơi giải tội lần một luôn. Ai cũng nghe luôn à? Thì chơi giải tội, ừ cái con hay đâu bao nhiêu cái giải tội. Em chỉ coi trong phim là nó ngồi xung quanh xong rồi thú tội ra vậy nè. Ờ, thú tội đó là em đi lẻ mấy cái nước này nè, nước xung quanh này nè. Đó, là xin tội trực tiếp. Trời ơi, xin tội mà đọc to là to luôn. Em xin tội trực tiếp chưa? Chưa. Ngảm luôn á. Thôi không dám đâu. Ngồi che nói chuyện. Tội đầy người không có xin tội kiểu đó. Hồi trước trong kia nhiều quá hả? Ừ dưới kia, nhưng mà dưới kia là gì sao à? Không lấy dù chân. Cái cây rừng nó rớt nước xuống. Người Việt này. Người Việt này mà có chỗ này. Đại đức mẹ la vang cầu cho chúng con. Xin mẹ cầu cho chúng con gia đình họ Lu. Chúng con. Ở ngoài ghi là lá vàng. Lá vàng. Lá vàng. Vàng. Án rồi ăn vợ ăn văn hình vàng. Đặc biệt. Nè, này đức mẹ hiện ra nè. Cái này thú vị, vui quá anh. Nó có nhiều, nó không phải là có một cái duy nhất. Thì trong rừng mà. Nè Fatima nè anh. Đẹp quá à. Nhiều biết tới nhiều nhất luôn. Ừ, mà sao đó giúp mẹ la vang là mình mà sao giúp mẹ la vang là tiếng Việt? Người Việt làm ra. Ừ, cái này là người Việt làm ra nhưng mà ở Việt Nam. Hiện ra Việt Nam rồi. Lá vàng ở Việt Nam mà. Ồ, la vàng ở Việt Nam. Mà nói là cái rừng lá vàng, trong Việt Nam mình nói là dịch là lá vàng. Nhưng mà hiện ra có hiện ra Việt Nam không? Gốc đó mà. À. Cũng giống như đức mẹ đây nè, dậu đức á là ở Pháp mà. Ờ. Nhưng đi hết á. Này lady, này cái này thì ở đâu đó, em coi hiện ra đâu đó. Nè đi mấy chỗ này vui nè. Nhưng mà con đường đi vô hơi cực. Nhưng mà đáng nha cưng. Lại tiền chứ không tan luôn ấy. Tiền tan luôn á.
Wow. Thấy không? Có tiền giấy luôn nè. Không tan luôn á. Không có nè, có ghi là không có được cái la vang nằm trên đây cũng dữ dằn hết cả thế giới luôn á. Đại sảnh là cái gì? Đại sảnh là nghĩa là cái chỗ mà lớn nhất của một cái đình, một cái gì đó, một cái vương quốc á. Cái này là đặc có cho vô không vậy? Có, chỗ này chỗ cầu nguyện cho im lặng thôi. Chỗ này cầu nguyện nè, vô cầu nguyện đi bay. Cầu nguyện cho chuyến đi bình an bay. Wow. Lễ 12 giờ trưa với 2 giờ trưa. Đúng rồi, nãy 12 giờ mưa giờ là lễ đó đây. Cái gốc đẻ này nó bị thổi bắt lên đúng không? Có. Có được rồi nè. Em thấy hả? Em chưa lên được không? Em tưởng mà bên kia nó bốc lên. Nghe hết luôn nè. Thấy không? Giống như xưa mà. Mưa mưa nó rất nắng, nắng bốc khỏi luôn. Nắng. Thấy không hả? Hả? Tiếng gì kìa? Tiếng Việt luôn á. Em mẹ cho con được bình an, cho con được hạnh phúc. Người Việt nó hơi đông. Ừ. Huyền khói như cái nhìn dễ thương nha, nhìn nó. Wow. Anh cho em chụp một tấm anh. Anh như cầu nguyện không? Giờ hai đứa đi tới chỗ Đức Mẹ Lộ Đức, cảnh rất là thiên nhiên. Thank you.
Nó lúc này đẹp hơn chứ. Tới nơi này con trăng giáng sinh sắp gì đầy đủ quá rồi. Thank you.